Agra nằm trong lưu vực sông Hằng, là một trong hàng trăm đô thị loại 3 của Ấn Độ với khoảng 3 triệu dân, êm ả và thanh bình. Đặc điểm nổi bật của thành phố ngoài Taj Mahal, một trong 7 kỳ quan thế giới mới, và pháo đài đỏ, một di sản văn hóa của nhân loại, là việc ở đây chỉ có nghề thủ công mỹ nghệ vì các nhà máy công nghiệp đã bị di rời ra rất xa để bảo vệ môi trường trong lành cho Taj Mahal. Đó là lý do mà hai nghề dệt thảm và khảm đá rất phát triển vì dồi dào nhân lực. Xưởng dệt mà chúng tôi thăm có tới 2.000 cơ sở gia công. Xưởng chỉ thực hiện khâu tạo mẫu và công đoạn hoàn tất. Thu nhập bình quân của một thợ dệt chỉ từ 100 đến 150 rupee, rõ ràng là quá thấp. Khung nền của một tấm thảm là các hàng chỉ dọc bằng sợi cô tông thật chắc, bền, đã được gia công để không co giãn. Trên cái nền đó, người ta sẽ gắn vào các mối tua bằng len hoặc bằng lụa nhiều màu khác nhau theo các mẫu được mô phỏng từ những hoa văn ở Taj Mahal. Giá trị của tấm thảm phụ thuộc vào số lượng các mối trên một đơn vị diện tích, càng nhiều mối càng giá trị. Sau mỗi hàng mối phải có một sợi chỉ màu đẻ ngang. Tiếp theo là việc xén cho bằng các chân tua. Khâu tỉ mỉ và công phu nhất là việc dựng dậy các mẩu sợi cho đứng lên, tránh ngã giạt để sao cho sắc nét. Khâu này phải làm hai lần trước và sau khi giặt. Nghề dệt thảm còn có một lý do lịch sử khác. Đó là khi mà đế chế Mughal cường thịnh, các vị quân vương ra lệnh cho kinh thành phải mua từ Ba Tư về một lượng cực lớn thảm quý. Tất nhiên không cách nào cung cấp đủ số lượng vì đường xá xa xôi, nên người ta phải mời các thợ giỏi Ba Tư sang dạy nghề cho dân chúng. Một tấm thảm khổ 1m8 nhân với 2m7 do hai người làm phải mất 3 tháng rưỡi mới xong. Vì thế chúng thực sự là những kỳ công xứng đáng được trân trọng. Sản phẩm làm ra không kịp bán trong nước và cũng không kịp xuất sang Mỹ, châu Âu và Úc. Có tấm thảm giá tới 15.000 đô la Mỹ. Chúng tôi thực sự bị lôi cuốn và đắm chìm vào vương quốc của những sản phẩm hào hạng ở đây, như thời cấp sách đến trường đã từng bị sự diễm lệ và huyền bí của những tấm thảm thần trong chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm làm cho mê mẩn. Sự thay đổi màu sắc sáng tối theo các góc nhìn khác nhau của những tấm thảm lụa vì các tua của chúng có tính phản quang rất tốt. Với các tấm thảm len thì không có hiện tượng lý thú này. Đây cũng là cách phân biệt các loại thảm mà không cần sờ tay vào. Nếu như pháo đài đỏ và Taj Mahal từng làm cho bạn kinh hoàng về sự vĩ đại, thì xưởng đá mỹ nghệ nhỏ bé này chắc chắn khiến bạn ngạc nhiên về những sản phẩm tinh tế đầy sức quyến rũ của chúng. Tất cả đều làm bằng tay và bằng năng lực thẩm mỹ tuyệt vời của con người. Trước hết phải cắt các họa tiết bằng tay, sau đó khắc hình của chúng lên nền, phết keo, dán vào, rửa sạch và đánh bóng. Để có được những tác phẩm đẹp như mơ, người ta phải tiến hành rất nhiều công đoạn, trong đó có việc nhuộm đá theo màu sắc các hoa văn ở Taj Mahal. Từ những loại đá trắng mà ánh sáng có thể xuyên qua, người ta cần lên đó những hoa văn bằng đá nhuộm, bằng xà cừ hoặc bằng kim loại. Nhìn phòng trưng bày của một công ty mà chúng tôi tưởng như đang thăm một viện bảo tàng mỹ thuật vậy. Tới đây,
tức là bạn đã bước vào vương quốc của những bậc thầy tài hoa thực sự. Trên các nẻo đường Ấn Độ, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp một cảnh tượng bồng lai như thế này. Chúng có thể là một dòng sông, một mặt hồ, một bộ phận hữu cơ của bức tranh sơn thủy rải rác trên khắp đất nước. Tuy nhiên, điều làm cho du khách ngây ngất lại chính là cảnh tượng sống động mà chúng ta đang xem. Xin hãy đừng rời màn ảnh trong vài phút hiếm hoi này, bởi đây chính là cảnh mà chúng tôi ghi được ngay trên mặt hồ ở trung tâm thành phố, chứ không phải tại một nơi hẻo lánh nào. Đến bất cứ một nơi nào có nước, bạn đều có thể thấy hàng ngàn con vịt trời, thiên nga, bổ nông, hàng trăm ngàn con hải âu, chim sáo, thậm chí cả xếu đầu đỏ quý hiếm bay lượn kiếm ăn quấn quýt bên con người. Người ta không bao giờ đe dọa hoặc đánh bắt chúng. Lòng từ bi đã biến đất nước mênh mông này thành thiên đường của động vật hoang dã. Hàng trăm ngàn con khỉ, hàng triệu cánh chim trời sống lẫn với người trong các làng mạc và thành phố. Làm sao để phát đi một thông điệp rằng mọi loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng trên trái đất này, hãy tìm về nơi đây như tìm về một tổ quốc mới, nơi chúng sẽ được yêu thương và bảo vệ. Chỉ một thế kỷ trước thôi, chim trời cá nước của chúng ta đâu có thua kém, vậy mà giờ đây thưa vắng tiêu điều, nghĩ mà đau mà xót. Còn nhớ ca khúc Côn Đảo có câu: chim trời bạc trắng bay ngang từng đàn về phương đông, mới ngẩn ngơ, mới nuối tiếc cho một thiên đường đã mất. Lạc đà trên sa mạc thì quá bình thường, vậy nên cảnh tượng này đã làm chúng tôi hết sức chú ý. Chúng xuất hiện trên đoạn đường từ Agra tới Kanpur, hai đô thị thuộc đồng bằng sông Hằng. Nước này có một vùng sa mạc mênh mông tại bang Rajasthan, một bang rất lớn thuộc miền Tây đất nước, giáp với Pakistan. Đó mới chính là nơi chúng được đắc dụng. Vậy mà giờ đây, chúng đang thong dong trên đoạn đường nhựa như thế này. Dân chúng thường quá quen với việc lạc đà kéo xe, nên họ thật bất ngờ về sự thích thú của khách viễn phương. Ấn Độ có một sự đa dạng nổi bật về các chủng loại động vật, thể hiện ở số lượng và tỷ lệ so với toàn thế giới. Công tác nghiên cứu, liệt kê, giám sát, phổ biến kiến thức và ban bố chính sách để bảo vệ và phát triển động vật được làm rất tốt. Cải dầu là loài cây được trồng nhiều ở Ấn Độ. Chúng thích hợp với khí trời mát mẻ và cung cấp một tỷ lệ quan trọng trong các bữa ăn của người Ấn, bất kể ở tầng lớp nào. Những cánh đồng cây lương thực và thực phẩm mà xe chúng tôi có dịp lướt qua đều toát lên vẻ đẹp mơ màng và đằm thắm, đầy chất dân dã trong bức tranh lao động gắn kết con người với thiên nhiên gần gũi. Tới thăm một gia đình nông dân Hồi giáo ven đường. Người Hồi có thói quen không thích bị quay phim chụp ảnh nên họ rất dè dặt đối với chúng tôi. Cảnh sống quá nghèo nàn, tài sản hầu như chẳng có gì ngoài con trâu con bò, căn nhà đơn sơ, vất vả và thiếu thốn. Cùng với thửa ruộng nhỏ bé, trâu bò là nguồn của cải quan trọng của gia đình. Ngoài những bó cỏ non ngon lành, chúng còn phải ăn thêm rơm dạ khô được chế biến rất đơn giản bằng cách trộn với nước như thế này. Nuôi trâu bò vừa ít tốn kém lại vừa đem lại nhiều lợi ích. Ngoài bơ sữa, sức kéo, người Ấn còn tận dụng cả phân của chúng làm chất đốt. Phân được nhào nặn bằng tay một cách thản nhiên như với đất sét vậy. Ở đây trâu bò thả đầy đường, vậy mà rất ít gặp phân của chúng. Người ta đã tận thu triệt để cả khi chỉ có hai bàn tay không. Nhiều đứa trẻ đã dùng cả hai bàn tay vốc một đống phân còn nóng đem về nhà. Chưa hề thấy một cảnh nào tương tự, giàu cảm xúc và lạ lùng như thế ở các nước khác. Lạ lùng ở chỗ họ không hề ghê tay. Có thể vì nghèo khó, vì thói quen, nhưng có lẽ chủ yếu là vì họ thương yêu con vật. Sự huyền bí của sông Hằng ngày một tăng thêm theo bước chân chồng chất của đoàn lữ khách. Có lẽ nên đeo găng tay trong lúc thao tác, nhưng rõ ràng hành vi này cần được trân trọng, vừa tiết kiệm lại vừa làm trong sạch môi trường.
Sông Hằng một buổi chiều êm ả. Ngoài giá trị tinh thần thiêng liêng có 102, nó còn là thế giới phong phú của các loài tôm cá và chim chóc. Người ta không hề đánh cá ở đây vì nể trọng và biết ơn nữ thần sông Hằng. Còn chim chóc thì coi đây là ngôi nhà lý tưởng của chúng. Chúng tôi bắt gặp một đàn sáo hàng ngàn con ở ngay bên chính của thành phố Kanpur, thơ mộng, êm đềm và gợi cảm. Nhìn bầy chim tung tăng bay lượn, ít ai biết rằng đây là bến sông của một thành phố công nghiệp sầm uất, có nhiều triệu dân, ngày đêm hoạt động tấp nập. Bến này có tên là Churai, được xây cất từ năm 1857. Đây là một người Ấn Độ bản xứ, và trên người của họ thì chúng ta thấy là họ đeo rất là nhiều những cái sâu chuỗi như thế này. Thì đối với một cái sâu chuỗi nhỏ thì họ dùng để cầu nguyện mỗi ngày sáng và tối, thường làm được làm bằng hạt kim cang như ở Việt Nam. Và hạt kim cang càng nhỏ thì nó càng quý. Và đối với họ thì cái hạt kim cang họ sẽ có một cái loại lớn hơn mình, và nó biểu tượng là mắt của thần Shiva, là một cái điều mà rất là quan trọng đối với họ. Thì cái sâu chuỗi này là để cầu nguyện mỗi ngày. Còn họ rất là thích trang trí, do đó họ đeo đủ thứ màu, có thể là bằng đá, có thể là làm bằng những vật liệu khác, nhưng chủ yếu là cái sợi, hoặc là cái sợi mala là để cầu nguyện. Quanh một bến sông Hằng thường có nhiều đền đài, thậm chí những ngôi miếu nhỏ đơn sơ như thế này để thờ các vị thần, rất được mọi người trân trọng và tôn kính. Dòng sông càng về cuối càng rộng, nước đã bớt trong, nhưng sự huyền bí và công đức của nó thì không hề giảm sút, nhất là đối với nguồn sống của con người. Người ta đang gặt lúa nước ở đồng bằng sông Hằng để chuẩn bị cho vụ lúa mạch sẽ được thu hoạch vào tháng 4 dương lịch. Công việc đồng áng thường có sự tham gia của đàn cò. Không hiểu có kiếm chắc được gì không ở cái ruộng khô này, nhưng rõ ràng chúng không thể rời xa được con người. Chỉ khi thấy khách lạ như chúng tôi, chúng mới bay đi gần hết, nhưng rồi quay ngay trở lại với những người bạn tâm tình khi cảm thấy sự thân thiện và an toàn. Nông nghiệp cung cấp việc làm cho 2/3 lực lượng lao động cả nước, luôn là bộ phận kinh tế quan trọng nhất bởi vai trò của nó đối với vấn đề an toàn lương thực cho trên 1 tỷ người. Sự lệ thuộc vào nhập khẩu nông sản trong những năm 1960 buộc chính phủ phải đặt lại vấn đề, tạo ra một thập kỷ 1970 gia tăng lớn về sản xuất lúa mì, và tiếp đó là cuộc cách mạng xanh đã đưa nền nông nghiệp tiến một bước nhảy vọt. Kết quả của việc tăng diện tích canh tác, sử dụng giống tốt, phân bón tốt, mở rộng các phương tiện tưới tiêu, cải tiến kỹ thuật canh tác và tích cực bảo vệ mùa màng. Ngoài ra, cách mạng xanh còn dẫn tới một hệ thống phân phối công cộng và sự trợ giá cho nông dân, đa dạng hóa chủng loại cây trồng. Việc dùng phân hữu cơ cũng được nông dân nhiệt liệt hưởng ứng. Giới khoa học đã được khuyến khích để tham gia tích cực và hiệu quả vào việc tăng sản lượng nông sản. Nhiều công trình thủy lợi đã giúp đưa nước sông vào canh tác, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào mưa thuận gió hòa, nên việc mùa màng bấp bênh vẫn liên tục xảy ra. Gió mùa Tây Nam gây mưa vẫn là yếu tố quyết định cho sự ấm no của người nông dân. Giảm bớt sự lệ thuộc của mùa màng vào gió mùa hiện đang là một hoài bão, một tham vọng và một kế hoạch vĩ đại của Ấn Độ. Sự an toàn lương thực cho một dân số khổng lồ và sự ổn định xã hội cho một quốc gia vĩ đại không chỉ có tầm quan trọng sống còn đối với Ấn Độ, mà còn ảnh hưởng lớn đến tình hình thế giới. Trong giấc mơ đẹp đó, nữ thần sông Hằng luôn là người bạn tâm tình, quyền năng, linh thiêng và duyên dáng.